Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Vạn Cổ Xưng Danh Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bái bạch quý ni trưởng, quý ni sư trong ban chức sự hạ trường chùa A Di Đà. Kính bạch chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử thân mến. Buổi sáng hôm nay đầy đủ thắng duyên, lần đầu tiên con được sự cho phép của ban tổ chức nơi đạo tràng chùa A Di Đà trở về đây để chia sẻ thời pháp thoại nhân đại lễ Vu Lan mùa báo hiếu. Lời nói đầu tiên, con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ, vấn an sức khỏe, kính chúc khấm tuế quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn đức ni được tăng thêm hạ lạp, kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho quý ngài, pháp thể khinh an, pháp lạc vô biên, hóa duyên vô ngại, là bóng tùng cao cả che chở cho chúng con và chúng sinh trên con đường tìm về bến giác. Thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời kính chúc vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử thân mến, thu về đón lễ Vu Lan ấy mùa báo hiếu chứa chan thâm tình, nhớ ơn cha mẹ hoài sinh cho con vay mượn vóc hình thành nhân. Mùa thu lại về, gió thu hắt hiu thì thầm như gợi lại cho chúng ta những kỷ niệm ân tình khó phôi pha. Phải chăng mùa thu đến, mùa Vu Lan báo hiếu, mùa mà tất cả những người con tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, và để biểu hiện tấm lòng tri ân báo hiếu đó, không phải chỉ mùa Vu Lan báo hiếu nhắc nhở chúng ta bổn phận làm con đối với cha mẹ, mà là những người con Phật, tất cả chúng ta có mặt trên cuộc đời này, dù là một đứa trẻ thơ ngây hay một cụ già đầu bạc, dù là một người nông dân quê mùa hay những bậc cao sang quyền quý, dù là một kẻ phàm phu hay là những bậc thánh nhân, không ai là không do cha mẹ sinh ra. Nhờ có cha mẹ sinh ra ta, cho nên ta mới có mặt trên cuộc đời này. Và nhờ có cha mẹ mà ngày hôm nay tất cả chúng ta có được sự nghiệp, công danh, tình yêu và mọi thứ, tất cả những điều chúng ta có được trên cuộc đời này đều do cha mẹ là người đầu tiên ban tặng cho ta tất cả. Cho nên cây có cội, nước có nguồn, làm người phải nhớ ghi luôn điều này: ân cha nghĩa mẹ, công thầy tri ân báo đáp, lời này chớ quên. Hôm nay tại đạo tràng chùa A Di Đà long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu để tạo điều kiện cho quý Phật tử trở về chùa thể hiện tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, hướng về mười phương tam bảo, noi theo gương hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, và thể hiện bằng những hành động thiết thực, đó là phương cách báo hiếu báo ân cha mẹ. Trong tinh thần của đạo Phật, việc báo hiếu báo ân đó không phải chỉ thể hiện trong mùa Vu Lan tiết tháng 7, mà đó là một việc làm thiết thực của tất cả những ai có mặt trên cuộc đời này. Phàm làm con phải biết tri ân báo hiếu cha mẹ, và
khi trở về chùa hôm nay cũng nhằm nhắc nhở cho chúng ta tinh thần ấy được đủ duyên đến với Pháp hội Đạo Tràng chùa A Di Đà trong ngày đại lễ thiêng liêng trọng đại này. Con xin mạn phép mượn đề tài Hướng Vọng Vu Lan làm món quà Phật pháp, cung kính dâng lên cúng dường hiện tiền chư tôn đức ni, và xin trân trọng trao tặng cho toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng chùa A Di Đà hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, hai chữ Vu Lan đó là từ mà chúng ta nói tắt, nguyên âm tiếng Phạn gọi là Ulambana, Trung Hoa dịch là giải đảo huyền hay cứu đảo huyền. Giải đảo huyền có nghĩa là giải tỏa những nỗi khổ đau của người như đang bị treo ngược. Cứu đảo huyền có nghĩa là cứu thoát những nỗi khổ đau của người đang bị treo ngược. Và truyền thống Vu Lan Bồn được phát xuất từ câu chuyện của vị đại đệ tử của Phật, chính là tôn giả Mục Kiền Liên. Sau khi Ngài tu hành chứng đắc được lục thông, hoài niệm đến ân thăm cha mẹ, Ngài đã dùng đạo nhãn của mình quán sát, thấy vong mẫu sanh làm quỷ đói, trong lòng Ngài xót xa cực độ và đã dâng bát cơm đem đến cho mẹ. Nhưng do vì mẹ của Ngài bà Thanh Đề trong kiếp ngạo quỷ chịu đói chịu khát, do đó nhìn thấy bát cơm bà tay trái che đậy, tay phải bốc ăn, nhưng cơm đưa chưa đến miệng bà quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Kính thưa quý vị, loài ngạo quỷ bị những sự chướng ngại, đó là gì? Phải chịu cảnh đói khát do vì cái nghiệp nhân lòng tham lam bỏng sẻn là nguyên nhân để đưa đến tạo tác những hành nghiệp xấu ác, bị rơi vào cảnh giới của loài ngạo quỷ, phải chịu sự đói khát. Nếu khi đói vừa khởi lên sự thèm khát muốn ăn thì tất cả những thực phẩm thức ăn dù có trước mắt mình, thức ăn đó cũng biến thành than lửa hay là máu đỏ, do vì nghiệp của chúng sanh trong loài ngạo quỷ chiêu cảm như thế cho nên khó thể nuốt được. Giả lại, loài ngạo quỷ còn bị cái nội chướng nữa, đó là cái cổ nhỏ giống như cây kim, cái yết hầu nhỏ giống như cây kim, cái bụng to bằng cái trống chầu. Vì cổ họng nhỏ như cây kim cho nên có đưa thức ăn vào thì làm sao nuốt vào được, đó là nội chướng. Còn ngoại chướng thì tất cả những thực phẩm thức ăn toàn là máu, toàn là lửa đỏ, khó có thể ăn được. Cũng vậy, trên phương diện mẫu thân của tôn giả Mục Kiền Liên bị rơi vào cảnh giới của loài ngạo quỷ, chịu khổ đói khát không cùng, nhìn thấy bát cơm lòng tham của bà khởi lên, tay trái che đậy, tay phải bốc ăn, nhưng đưa vào miệng thì cơm quá thành than lửa. Chứng kiến cảnh đó, tôn giả Mục Kiền Liên đau lòng xót dạ, trở về cầu thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hãy vì lòng từ bi chỉ dạy cho Ngài phương cách để cứu thoát mẫu thân khỏi ác đạo. Đức Phật dạy rằng, dù cho tôn giả Mục Kiền Liên thần lực nhiệm màu nhưng cũng không thể nào cứu được, do nghiệp của bà quá sâu nặng. Do đó Ngài mới chỉ dạy phương cách ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ của chư Tăng. Sau 3 tháng an cư tu tập, chư tôn đức tăng ni cùng nhau câu hội để làm lễ tự tứ. Tự tứ có nghĩa là tự mình thỉnh cầu người khác chỉ điểm những lỗi lầm qua 3 việc: thấy, nghe, nghi. Nếu ai thấy ta có tội
nếu ai nghe rằng ta có tội, nếu ai nghi ngờ rằng ta có tội, được quyền chỉ điểm cho. Và cái người cầu xin người khác chỉ điểm lỗi lầm của mình qua ba việc thấy, nghe, nghi như vậy, thì phải trân trọng cúi đầu lắng nghe những lời chỉ lỗi, chỉ điểm, chỉ cho mình những cái khuyết điểm để biết mà ăn năn sám hối, giúp cho ba nghiệp thanh tịnh. Cho nên ý nghĩa thứ nhất của ngày rằm tháng 7 đó chính là ngày tự tứ của chư tăng. Ý nghĩa thứ hai là Đức Phật dạy như sau: khi chư tôn đức tăng ni nhóm họp lại, do 3 tháng chư vị thúc liễm thân tâm, trao dồi tam vô lậu học, hãy thỉnh cầu chư tôn đức tăng thiết lễ trai tăng cúng dường. Và với vận dụng tấm lòng chí thành chí kính đó, hồi hướng công đức phước lành để kỳ nguyện cho song thân tại tiền được tăng phước tăng họ, cha mẹ quá vãng thoát khỏi u đồ siêu sanh lạc quốc. Tôn giả Mục Kiền Liên đã thực hành theo lời Phật dạy, và ngày tự tứ của chư tăng cũng là ngày mà chư tôn đức tăng ni nhận thêm 1 tuổi đạo. Nếu nói theo thế gian thì mỗi năm vào ngày mùng 1 Tết chúng ta thường chúc mừng tuổi với nhau thêm 1 tuổi đời, thì đối với trong đạo Phật, ngày rằm tháng 7 là mùa xuân của Phật giáo, là ngày Tết của tăng già, là ngày mà chư tăng chư ni họ nhận 1 tuổi đạo. Do đó lòng hoan hỷ vô cùng, bởi vì chư Phật mười phương đều hoan hỷ khi thấy hàng đệ tử của mình luôn nhớ nghĩ thực hành theo lời Phật dạy, trong 3 tháng mùa an cư dừng chân du quá, ở yên một chỗ để thúc liễm thân tâm, phát triển đời sống tâm linh, trao dồi giới đức, tâm đức và tuệ đức như lời Đức Phật đã dạy. Ngày nào chư vị tỳ kheo còn thừa hành pháp chế an cư trong tinh thần thanh tịnh và hòa hợp, giải tán tự tứ trong tinh thần thanh tịnh hòa hợp, ngày đó tam bảo Phật pháp còn được trường tồn trên cõi thế gian. Cho nên với ngày này chư Phật đều hoan hỷ, cũng là ngày chư tăng tự tứ, là ngày chư tăng nhận thêm 1 tuổi đạo gọi là tăng thọ tuế. Với 3 ý nghĩa của ngày rằm tháng 7 đó, Đức Phật đã dạy tôn giả Mục Kiền Liên thỉnh cầu chư tôn tịnh đức tăng già thiết trai cúng dường, nương nhờ năng lực tâm thanh tịnh của quý ngài nhất tâm chú nguyện, cùng với tấm lòng chí thành chí hiếu của người con để hướng về cha mẹ của mình, kỳ nguyện người sống được an vui hạnh phúc, người chết được siêu sanh lạc quốc. Tôn giả Mục Kiền Liên đã thực hành theo lời Phật dạy và thỉnh cầu chư tôn tịnh đức tăng già trong mười phương câu hội cử hành pháp hội Vu Lan Bồn, nương nhờ tâm thanh tịnh của chư tôn đức tăng nhiếp tâm chú nguyện, cùng với tấm lòng chí thành chí hiếu của tôn giả Mục Kiền Liên, hợp 2 năng lực này đã chuyển hóa được tâm tham lam keo xẻng của mẹ ngài. Và nhờ đó sau pháp hội Vu Lan Bồn, bà đã thoát khỏi kiếp ngạ quỷ và sanh về thiên giới. Tôn giả Mục Kiền Liên trong lòng hoan hỷ trở về bạch lại với Phật và hỏi rằng: nếu có chúng sinh đời sau nhớ nghĩ đến công ơn cha mẹ, cũng cử hành pháp hội Vu Lan Bồn cúng dường trai tăng như thế, có được không? Và Đức Phật tán thán chỉ dạy. Kể từ đó đến ngày hôm nay, truyền thống Vu Lan Bồn đã được truyền bá khắp 5 châu 4 biển, và tất cả những ai người con Phật đều thực hành pháp hội Vu Lan để tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, tu tạo những công đức phước lành để hồi hướng kỳ nguyện cho song thân tại tiền tăng phước tăng thọ, cha mẹ quá vãng siêu sanh lạc quốc,
đó là truyền thống ý nghĩa Vu Lan Bồn. Hôm nay, tất cả quý thiện nam tín nữ Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa A-di-đà, được chư tôn đức ni nơi đây long trọng cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu. Hướng vọng về ngày lễ Vu Lan này, con muốn chia sẻ với tất cả chư huynh đệ chúng ta. Giây phút này đây, ngồi trong đạo tràng, chúng ta hãy lắng lòng để tưởng nhớ đến hai đấng sanh hành, người mà đối với ta trong cuộc đời này có một đại ân. Trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật dạy: mẹ đối với ta có bi ân, cha đối với ta có từ ân. Vì cha mẹ chính là người mà ta mang một cái đại ân, tức là cái ân lớn trong đời, đã đem lại cho chúng ta bao nhiêu tình yêu thương, cả một đời tận tụy hy sinh lo cho chúng ta, sanh ta ra, nuôi ta khôn lớn trưởng thành, và tận tụy cả đời lo cho con mà không hề mong cầu sự báo đáp. Cha mẹ ân thâm tợ đất trời, tình thương lai láng chẳng hề vơi, mở vòng tay lớn nuôi con trẻ, chẳng quản hy sinh cả cuộc đời. Nghĩ đến mẹ cha bỗng nghẹn lời, làm sao báo đáp vẹn người ơi. Trai nghi lễ phẩm xin dân cúng, đây tấm lòng con kính hai lời. Trong mùa Vu Lan báo hiếu, quý Phật tử trở về chùa dâng lên phẩm vật cúng dường cho chư tôn đức tăng ni, hướng vọng Vu Lan. Quý vị ơi, quý vị có biết chăng, ở tại tư gia của chúng ta hiện hữu có hai vị Phật trong nhà. Không biết quý vị có biết được điều này để trân trọng quý kính cúng dường hai vị Phật trong nhà của mình trước tiên. Ai là Phật vậy? Cha già là Phật Thích Ca, mẹ già tựa thể Phật Bà Quan Âm đó quý vị. Hãy hết lòng tôn trọng, cung kính đối với cha và mẹ. Cha mẹ là người sinh ta ra. Quý vị có biết không, chỉ cần từ con đường thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn mà quý vị đi đến huyện Củ Chi đây, có các vị Phật tử nói từ nhà con đi đến đây mất hết 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Dai thì mình vác cái ba lô, đi chiếc xe Honda chứ không phải là đạp xe đạp nha, mà đi tới đây 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Khi tới nơi nhìn thấy các vị Phật tử quải cái ba lô trên vai, xong rồi cái buông cái ba lô xuống, nói ôi quải làm sao là quải vậy đó. Có 1 tiếng rưỡi đồng hồ đi từ nhà tới chùa A-di-đà mà quải cái ba lô ở sau vai, sau lưng của mình mà quải đến như thế. Chúng ta có biết chăng, mẹ của chúng ta mang một bụng không phải trên vai, trên lưng là chỗ có thể chịu đựng, mà đó là trước bụng mang thai con. Một bụng như thế không phải là một ngày một buổi, mà 9 tháng 10 ngày nặng nhọc biết dường bao. Chúng ta có bao giờ nhớ nghĩ đến công ơn của người mẹ khi mang thai con 9 tháng 10 ngày ròng rã nặng nhọc như thế, mà lại còn gìn thai giữ nghén không thôi, khi đi đứng lúc nằm ngồi chăm nom, yếm khăn chẳng thiết đẹp dòm, đài gương hờ hững phấn son lạnh lùng. Đàn bạn gái ai cũng thích trau chuốt chân diện cho nó đẹp, nhưng mà người đàn bà mang thai con trong bụng của mình không còn thiết nghĩ đến sự chân diện đó nữa, mà dành thời gian để lo cho thai nhi ở trong bụng, từ cái đi đứng nói năng, từ cái dạy con, gọi là thai giáo ở đây dạy con khi con vẫn còn trong bụng mẹ. Những người đàn bà phụ nữ bình thường nhảy qua cái mương cái rãnh dễ như chơi, nhưng khi biết mình mang thai đứa con, giữ gìn thai nhi chậm rãi từng bước, sợ động thai,
không dám nhảy qua cái mương cái rãnh như vậy đâu, mà nếu đi vòng thì vẫn phải đi vòng để bảo vệ con trong bụng mẹ. Rồi lúc bình thường chui qua cái xào đồ, chui ngang chỗ nào cũng bất chấp, nhưng mang thai con trong bụng thì người mẹ không bao giờ dám chui ngang qua cái xào đồ kiên cử. Quý vị có biết vì sao không? Vì sợ rằng khi sanh đứa con của mình ra nó ngu, cho nên không có dám chui ngang cái xào đồ đâu quý vị. Lúc thèm ăn cái gì, khi chưa mang thai bình thường thèm ăn cái gì thì ăn cái đó, không có cử kiêng gì cả. Khi mang thai con thì đâu dám ăn ốc bu, ốc lát, ốc đắng. Vì sao? Vì sợ sanh đứa con ra mũi giải thè lè, cho nên không dám ăn quý vị. Rồi ngày mà người mẹ sanh con ra suốt 9 tháng 10 ngày cứ mang nặng nhọc rồi, ngày sanh con ra quý vị ơi, đàn ông thì đi biển có đôi, nhưng đàn bà đi biển mồ côi một mình, nào ai hiểu rõ sự tình, sinh con hợp tử nhất sinh thế này. Đó là câu nói mà ông bà ta thường nhắn nhủ với con với cháu. Đàn ông đi biển có đôi, nhưng đàn bà đi biển chỉ mồ côi một mình. Bởi vì lúc sanh con ra máu huyết dầm về, thập tử nhất sinh, 10 phần chết chỉ có một phần sống thôi. Thế mà tiếng khóc tu oa của đứa con, đó là nỗi niềm mong đợi của người cha, người mẹ trong suốt gần 10 tháng đó. Dù đau đớn nhưng mà bao nhiêu đau đớn tan biến đi mất hết rồi khi nghe tiếng khóc của con hơ, khi nghe tiếng khóc của đứa con mới vừa chào đời, thì niềm vui của cha của mẹ giống như mùa xuân trở lại, tu oa tiếng lọt vào tai, nỗi mừng khôn tả, dễ ai mừng bằng. Còn điều gì nữa nè, nghe tiếng khóc của con dù cho đau đớn máu huyết lúc này dầm về, vậy mà bà mẹ cũng cố nhướng con mắt nhìn coi đứa con của mình mặt mũi ra làm sao, nó có lành lặn tứ chi hay không, sáu căn có đầy đủ hay không. Mà nhìn thấy con của mình nó đầy đủ sáu căn, mặt mày coi cũng được, thì ôi bao nhiêu đau đớn tan biến hết rồi, niềm hoan hỷ, niềm vui sướng trong lòng của bà mẹ ngập tràn luôn quý vị ơi. Rồi suốt 3 năm bú mớm dưỡng nuôi, mẹ đã cho ta dòng sữa ngọt ngào, ngọt như thâm tình của mẹ mà ta đã say sưa uống cạn để trưởng thành. Giọt sữa ngọt từ dòng máu mẹ tiết xuất ra nuôi trẻ sơ sinh, hoài mang nặng mối bi tình, ôi niềm mẫu tử vạn nghìn thiết tha. 3 năm đã hân đà tiều tụy, dáng gầy mòn khổ lụy héo hon, sữa tươi thấm mái tóc con, máu loang vết đỏ điểm vành môi son. Dòng sữa ngọt của mẹ mà ta đã say sưa uống cạn để trưởng thành, ta có biết chăng nó đã chiết xuất từ dòng máu của mẹ hòa thành sữa ngọt để nuôi con. Đâu phải chỉ như thế, ngày chúng ta còn nhỏ mình đâu có hay, mình đâu có biết, con đau con ốm, mà mỗi khi con đau lòng mẹ tan tành, con ốm cha thức năm canh lo rầu, chùa đình khấn vái nguyện cầu, mong con hết bệnh cạo đầu ăn chay. Có đúng vậy không các vị, những bậc làm cha làm mẹ? Mới đầu tháng 7, ngày mùng 1 tháng 7 ở chùa con, sáng sớm cái con đi ra để chuẩn bị lên xe đi đến đạo tràng để giảng pháp, thì thấy cái cô gái này khoảng 18-19 tuổi rồi, tay ẩm đứa bé mới sanh, cổ đi đến chùa mà tóc của cổ xõa ngang vai, mặt mày trắng trẻo lịch sự đẹp đẽ lắm. Cổ đến cổ mới nói, cô ơi cô, cho con xuống tóc đi cô. Con nghe con giật mình, con hiểu lầm. Con mới nói, con ơi, con còn trẻ nhỏ như vậy mà trên tay còn bầm bầm em bé nào, xuống tóc đi tu sao được. Cái cổ nói, không phải xuống tóc đi tu, mà con cạo đầu, con phát nguyện ăn chay tháng 7 này nè,
con cạo đầu ăn chay một tháng, bởi vì con nguyện, con khấn cho con của con nó hết bệnh, con xin cạo đầu ăn chay một tháng. Vậy mà mình hiểu lầm, mình tưởng bé đến xin cạo đầu vô chùa tu. Cho nên nói con ơi, con còn trẻ gì nè, mà trên tay còn có con nhỏ, sao vô cạo đầu tu được. Cái bé nói không phải, con cạo đầu con phát nguyện ăn chay để cầu nguyện cho con hết bệnh. Sanh nó ra ngày nào cũng vô trong bệnh viện hết, ngày nào nó cũng đau ốm bệnh hoạn, do đó nóng ruột thương con mà cầu khấn vái. Rồi đâu phải chỉ dừng lại ở nơi đây, tình yêu thương của cha mẹ dành cho ta từ khi chúng ta còn trong bụng còn là một giọt máu, cho đến khi chúng ta mở mắt chào đời, chập chững bước vào đời. Lúc còn bé ta đào hay nào biết, ban đêm mà nằm ngủ con thơ mà nó có tiểu dầm thì chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn, có phải vậy không quý Phật tử? Những bậc làm cha làm mẹ, chúng ta đã từng làm những việc làm đó, mà do đâu năng lực nào đã khiến cho các vị phải lăn mình vào trong cái chỗ nước tiểu của con nằm, rồi nhường cho con cái chỗ mát, chỗ ấm, chỗ êm. Đó chính là năng lực tình yêu thương của người cha, của người mẹ. Nhất là khi kể đến công lao của người mẹ trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân, Đức Phật kể 10 cái ân sâu sắc lắm quý vị. Hồi nãy quý Phật tử được đọc tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu, quý vị đã đọc lại những lời mà Thế Tôn ghi nhận, chia sẻ với chúng ta và ghi nhận ở trong kinh. Chúng ta đọc tụng có cảm nhận một cách sâu sắc về nghĩa tình của cha mẹ hay không? Lúc ta còn nhỏ, mỗi khi trái gió trở trời, đau ốm bệnh hoạn, mẹ của chúng ta chăm sóc. Khi cha mẹ già ốm bệnh hoạn, làm con có nhớ nghĩ đến công ơn cha mẹ, hướng vọng về ngài Vu Lan này, quý Phật tử có bao giờ nghĩ nhớ để chăm sóc, để dưỡng nuôi cha mẹ trong lúc tuổi xế chiều, trong lúc đau ốm bệnh tật hay không? Đây là điều mà tất cả những người con Phật hướng vọng Vu Lan cần phải tư duy để thực hiện ngay trong đời sống hàng ngày. Không phải chỉ mùa Vu Lan báo hiếu, mà đó là bổn phận trách nhiệm của người con đối với cha, đối với mẹ. Quý vị ơi, có một gia đình nọ, không ở đâu hết, ở tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Bà mẹ bị bán thân nằm một chỗ, bị tai biến nằm một chỗ mà 3 năm trời, sống trong nỗi khổ niềm đau, sống trong sự buồn tủi. Bởi vì bà có 5 đứa con, mà trước đây chồng bà mất sớm, bà ở dậy để nuôi 5 đứa con khôn lớn trưởng thành, tảo tần mua gánh bán bưng vậy đó. Đến lúc tuổi già thì lúc này đau bệnh phát hiện trên thân, 5 đứa con đó nuôi một người mẹ nuôi không nổi. Khi xưa mẹ có thể tảo tần gian khổ nuôi 5 đứa con khôn lớn cho ăn học trưởng thành, nhưng đến lúc mẹ tuổi già rồi, 5 đứa con đó nuôi một bà mẹ nuôi không nổi quý vị ơi. Mà lúc nuôi thì như thế nào? Mấy đứa con nó cằn nhằn cử nhử và nó nói như sao: mẹ là mẹ chung, không phải mẹ của mình tôi không, mắc gì bắt tôi nuôi vậy? Tôi nói rồi nha, nếu mà các anh chị em không thay phiên nhau để chăm sóc, để dưỡng nuôi mẹ mà giao phó cho tôi bỏ bà chết luôn đó. Rồi cái kể công có biết là tôi nuôi má hết một tháng trời ở trong bệnh viện, tôi bỏ không biết công ăn việc làm, sở hữu của tôi bỏ không biết bao nhiêu để nuôi má một tháng trời trong bệnh viện mà không ai thay thế trơn. Tôi nói rồi nha, nếu mà không anh chị em nào không chịu thay thế để nuôi mẹ cho tôi, thế tôi, thì tôi bỏ bà chết. Lúc đó người đời người ta kêu riêu đừng nói sao à. Khi xưa cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, nhưng khi con nuôi cha mẹ thì con lại tính tháng tính ngày. Xin gửi đến ai đang còn cha mẹ phận làm con trẻ, hiếu dưỡng song thân, xin dưỡng thâm ân,
trọn đời ghi nhớ nghe quý vị. Rồi ở kế chùa Hưng Hiền của chúng con có bé đó, mẹ đặt cho bé tên gọi là Hiếu, mong muốn rằng con của mình cũng có Hiếu. Nhưng mà bé đó nó không có biết được cái ý nghĩa, cái tên cao quý của cha của mẹ đặt cho mình, cho nên không có Hiếu chút xíu nào hết. Gia đình cha thì làm nông dân quần quật ở ngoài đồng, mẹ thì tối ngày mua gánh bán bưng. Vậy mà ở nhà có em nhỏ nữa, sáng ra bà lại chuẩn bị cho cái buổi bán sáng và bảo bé Hiếu này thức dậy để quét dọn nhà cửa phụ giúp cho mẹ. Mẹ bé Hiếu ngày nào cũng gọi, mà gọi giống như đưa đò vậy. Rồi tôi biết rồi, đợi chút nữa đi, tôi biết rồi, nói vậy nha. Cứ kêu gọi là cứ tôi biết rồi, đi đi, để nhà tôi làm bao nhiêu đó nó hoài, nói vậy. Sau khi làm phụ giúp cho mẹ việc nhà, cái nó kể, nó tính, nó viết ra tờ giấy á, để như thế này nè: quét nhà 50.000, rửa chén 50.000, phơi đồ 50.000, lau bàn Phật 50.000, cho em ăn 50.000, nấu cơm 50.000, cái gì nó cũng tính 50.000. Cái nó tính ra tổng cộng 500.000, thời gian trả sáng ngày mai trước giờ tôi đi học. Nó để vậy nha, nó để trong tờ giấy mà nó đặt trên bàn. Cái bà mẹ đi bán về, bà mẹ mới cầm tờ giấy lên đọc. Xong rồi cái bà mới để 500.000, rồi bà cũng viết một tờ giấy và đặt 500.000 trên tờ giấy đó. Quý vị có muốn biết trong tờ giấy đó bà mẹ đã viết gì hay không? Cưu mang con 9 tháng 10 ngày miễn phí, sanh con ra máu huyết dầm về miễn phí, nuôi con cho bú cho ăn miễn phí, lo cho con học hành miễn phí, nấu cơm cho con miễn phí, giặt đồ cho con miễn phí, dạy dỗ cho con miễn phí, tất cả cái gì đều miễn phí và thời gian chi trả trọn cả đời mẹ. Bà mẹ viết vậy đó. Cái cô bé Hiếu này nhận 500.000 ở trên bàn, mà 500.000 này lại đặt trên tờ giấy có hàng chữ của mẹ mình. Cái đứng lại cầm cái tờ giấy lên coi và đọc cái gì mẹ cũng, mình cũng nói miễn phí, miễn phí, miễn phí. Còn mình từ cái giặt đồ, rửa chén, quét nhà, lau bếp, phơi đồ, cái gì cũng 50.000, 50.000, 50.000 hết, tính tiền hết. Rồi đến mẹ mình cái gì cũng miễn phí, và mình cô bé này để thời gian chi trả sáng ngày mai trước giờ tôi đi học. Nhưng mà bà mẹ để thời gian chi trả trọn cả đời mẹ. Đọc đến đây rồi cái bé nó khóc. Nó khóc xong rồi cái nó cũng để 500.000 lại. Cái nó cũng viết một lá thơ, nó để từ nay sắp tới học hành chăm chỉ miễn phí, quét nhà miễn phí, rửa chén miễn phí, nấu cơm miễn phí, phơi đồ miễn phí, đút em ăn miễn phí, và thời gian thực hiện từ đây cho đến trọn cả cuộc đời con. Và từ đó về sau bé thay đổi hoàn toàn. Hiểu biết rồi, bé thay đổi hoàn toàn về những cái hành xử đối với cha, đối với mẹ của mình. Và bé bây giờ rất là ngoan, được ba mẹ hướng dẫn cho đến chùa làm Phật tử thuần thành. Và khi đi đến chùa mà quý cô cho một chút thực phẩm, thức ăn gì, một món quà gì, thì bé trịnh trọng đem về dâng cho ba, dâng cho mẹ là người đầu tiên. Và bây giờ bé rất là hiếu thảo, gia đình rất là hoan hỷ khi biết rằng bé tiếp cận với ngôi Tam Bảo, được học hỏi chánh pháp, được hiểu biết công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và việc làm thiết thực đó chính là tôn trọng, cung kính, nghe lời cha mẹ. Đây là một món quà vô giá mà bé Hiếu đó đã trao tặng, dâng lên làm món quà trong ngày đại lễ Vu Lan, có phải vậy không quý vị? Con mong rằng tất cả những ai đang được diễm phúc còn cha còn mẹ, còn cha mẹ là ta còn tất cả, mất cha mẹ rồi thì tất cả phải chịu cảnh bơ vơ,
còn cha còn mẹ thì hơn. Mất cha mất mẹ giống như đờn đứt dây. Nhưng quý vị có biết không, nếu đờn đứt dây cũng không sao, bởi vì ta còn đôi tay để nói lại. Nhưng khi cha mẹ mất rồi, ta mãi mãi là một đứa con côi. Có phải vậy không quý vị? Trên cuộc đời này không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc còn cha còn mẹ. Cho nên hướng vọng Vu Lan, con gửi gắm cho quý Phật tử đây, nên nhớ nghĩ một điều: những ai còn cha mẹ là quý vị, hãy vui sướng lên đi để tận hưởng niềm hạnh phúc vô vàn trên cuộc đời này. Bởi vì không ai thương chúng ta bằng cha và mẹ của chúng ta. Kể đến ân đức của cha của mẹ với thời gian ngắn hạn, dù cho hôm nay chúng ta có dùng bao nhiêu lời lẽ văn chương ngôn ngữ cũng không thể nào diễn tả được thâm tình mà cha mẹ đã cho con, và cũng không tả hết được ân đức tợ núi non mà song thân đã ban tặng cho chúng ta trọn cả cuộc đời. Do đó quý Phật tử ơi, con trích dẫn lời Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ. Đức Phật dạy rằng trên thế gian này chúng ta mang ơn nặng của cha và mẹ, và dù cho chúng ta có đi khắp mọi phương trời, không ai yêu thương ta bằng cha bằng mẹ cả. Và ân cha lành cao như núi Chúa, đức mẹ hiền sâu tợ bể khơi, dầu cho dân cả cuộc đời cũng không trả được công người sinh ta. Do đó quý Phật tử nên nhớ, trong kinh Đại Tập Phật dạy: cha mẹ tại tiền như Phật tại thế. Cha mẹ còn tại tiền giống như Phật còn tại thế, hết lòng phụng dưỡng, tôn trọng, cung kính, yêu thương cha mẹ. Vì cha mẹ là hai vị Phật trong nhà. Trước khi đi đến chùa, quý vị cũng phải hiếu dưỡng cha mẹ trước, lo cho cha cho mẹ của mình có được món ăn thức uống ngày hôm nay, rồi mới đem đến cúng dường cho Phật và Tăng. Phải hiểu rõ ý nghĩa cha mẹ là hai vị Phật trong nhà của chúng ta. Có năm rồi con đi giảng pháp, con đi ngang qua giảng ở bên chùa Hội Khánh, phải qua phà. Thì khi qua phà đi ngang qua, thấy một cái bà cụ nằm ở trước sân nhà của mình, mà nhà vườn mà bà nằm ở dưới hai cái bóng cây, nhưng mà khi ánh nắng xuyên qua thì bà nằm ngay trời nắng như vậy đó, mà bà không có ngồi dậy, bà nằm ngay nắng, thấy nóng ruột lắm. Con mới bước đến, con mới nói: bà cụ ơi, sao bà cụ lại nằm trong trời nắng như thế này? Cái bà cụ nói: tôi đâu có thấy đường. Hỏi: nếu bà cụ không thấy đường, sao con bà cụ, cháu bà cụ đâu, không dẫn bà cụ vô để bà nằm đây? Cái bà mới thở dài, bà nói: cô ơi, cô bớt biết không, con gái của tôi mùa Vu Lan này từ mùng 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 7, ngày nào cũng vậy, 5 giờ sáng nó đi, đến 6 giờ chiều nó mới về. Nó đi hát, nó cúng dường mùa Vu Lan báo hiếu, cho nên sáng nó ẵm tôi ra, nó để tôi nằm trên cái võng này, rồi nó nhờ hàng xóm bới cơm, đến giờ bới cơm cho tôi ăn. Rồi chiều tối nó về nó mới ẵm tôi vô, mà tôi phải nằm ở ngoài trời đây, nó lót cái tả trong người. Tới chiều tối là bị bà đi đầy tả hết, bà khó chịu vô cùng, nhưng không ai giúp bà việc đó, bởi vì bà chờ con của bà đi hát cúng dường bùa Vu Lan mà để cho mẹ mình nằm ở ngoài trời nắng từ 5 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều cô mới về. Thì nghe bà nói như vậy, trong lòng con rất là xót xa, bởi vì có những người Phật tử đi cúng dường trong mùa Vu Lan báo hiếu, nhưng không biết rằng ở nhà của mình có vị Phật, mà vị Phật đó mình phải hết lòng cúng dường giống như Phật tại thế vậy đó. Vậy mà mình quên mất tiêu, mình đo đi cúng dường cho Phật và Tăng ở chùa mà quên Phật ở trong nhà mình, có đúng vậy không quý vị? Gửi gắm cho quý Phật tử hôm nay hướng vọng về Vu Lan, nhớ nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, hãy tận tâm tận lực hiếu kính cha mẹ, dưỡng nuôi cha mẹ trong lúc tuổi già xế bóng. Nghe quý vị, đừng tìm Phật ở đâu, trong nhà của quý vị đã có hai vị Phật rồi, đó là cha và mẹ. Và khi cha mẹ đến tuổi già xế bóng đó quý vị,
Quý vị cũng đừng nghĩ rằng cha mẹ của mình là một người vô tích sự, báo đời mình ăn không ngồi rồi đau ốm bệnh hoạn, làm cho con cháu của mình phải cực nhọc dưỡng nuôi chăm sóc. Mình đừng nghĩ vậy. Mà cha mẹ còn bên cạnh của chúng ta, đó là niềm hạnh phúc vô vàng. Hãy tận hưởng đi quý vị ơi. Và làm những việc làm hiếu dưỡng cha mẹ không phải chỉ là bổn phận, mà đó chính là niềm hạnh phúc vô ngần của người con đó. Và con xin kể một câu chuyện. Ngày xưa, tại một đất nước nọ, ông vua ông truyền lệnh, ông nói người già từ 70 tuổi trở lên là một cái người vô tích sự, báo đời cho con. Là bởi vì không làm gì được mà cứ đau ốm bệnh hoạn triền miên, khiến cho con cái ở trong nhà nó phải chăm sóc, nó dưỡng nuôi. Rồi nó cũng, người già cũng là người vô tích sự, không đóng góp gì cho xã hội cả. Cho nên ông vua mới truyền một cái lệnh như thế này: nhà nào có ông bà già từ 70 tuổi trở lên, đem vào rừng bỏ trong đó để cho thú dữ ăn thịt, hoặc là giết chết hết để loại trừ đi cái nạn, báo đời là người già vô tích sự, không làm nên việc gì giúp ích cho gia đình và xã hội. Ông vua ông truyền cái lệnh đó. Từ khi tiếp nhận được lệnh truyền của nhà vua bỏ hết, giết hết những người già, đất nước đó đổi tên gọi là Khí Lão. Khí là bỏ, lão là già. Khí Lão có nghĩa là bỏ hết những người già vô dụng kia. Nhưng nếu ai còn lén lút che giấu người già thì xem như nha, nhà đó sẽ bị tru di, bị chặt đầu, bị phạt. Ai nghe được cái tin này, cái lệnh truyền, cái quy luật của đất nước đó rồi, có người nhẫn tâm đem cha mẹ của mình vào rừng cho cọp ăn thịt, có người thì giết cha giết mẹ. Nhưng có một ông quan trẻ tuổi, mẹ ông mất sớm, cha ông đã tận tụy nuôi ông khôn lớn trưởng thành, cho ông ăn học. Đến khi ông công danh sự nghiệp có đủ, ông không nỡ lòng nào để giết cha mình, cũng không nỡ lòng nào đưa cha vào rừng bỏ cho thú ăn thịt. Cho nên ông lén lút, trong nhà của ông đã đào một cái hang và đưa cha của mình giấu dưới cái hang đó. Một hôm, có một vị thiên thần xuất hiện và báo cho nhà vua biết rằng 3 ngày nữa ta sẽ đến, và ta có 3 câu hỏi đặt ra. Nếu đất nước này trả lời được 3 câu hỏi của ta thì ta sẽ ủng hộ gia trì cho đất nước đó mưa hòa gió thuận, người dân sống an cư lạc nghiệp. Nhưng nếu 3 câu hỏi ta đưa ra chỉ cần trả lời sai 1 câu thôi, ta hủy diệt đất nước này trở thành tro bụi. Nhà vua nghe xong trong lòng rất là lo lắng sợ hãi, triệu tập tất cả nhân hào kiệt sĩ ở trong nước đó, những người có kiến thức học hỏi sâu rộng, tập trung để 3 ngày sau thiên thần xuất hiện đặt 3 câu hỏi thì có những vị kiến thức sâu rộng đó có thể trả lời để cứu vận mạng của đất nước. Ngày ấy đã đến, nhà vua triệu tập văn võ bá quan và tất cả những nhân hào kiệt sĩ ở trong nước lại rất là đông. Và thiên thần xuất hiện, câu hỏi đầu tiên của thiên thần đây. Thiên thần mới đưa ra 2 con rắn và nói trong 2 con rắn này rắn nào là đực, rắn nào là rắn cái. Đâu ai dám chỉ bậy đâu, sai 1 câu là hủy diệt đất nước này liền. Cho nên mọi người ngơ ngác, không ai phân định được đâu là rắn đực, đâu là rắn cái. Cái vị quan trẻ tuổi thấy mọi người ngơ ngác, không có câu trả lời, trong lòng lo lắng, vội lén chạy về nhà, chui xuống hang và nói rằng: cha ơi cha, chết rồi, mới có câu hỏi đầu tiên mà bây giờ không ai trả lời được, làm sao phân biệt được đâu là rắn đực, đâu là rắn cái vậy? Ông cha ông cười ông nói: dễ ẹc, có cái gì đâu mà khó. Bây giờ con cắt một miếng lụa đi, miếng vải lụa đó mịn màng, đặt 2 con rắn này lên. Cái giống đực thì nó thích cái chỗ mịn màng, mà khi nó thích cái chỗ mịn màng thì nó sung mãn, nó hay cựa quậy. Còn cái giống cái thì nó cũng ưa thích cái mịn màng, nhưng mà khi nó khoái thích cái sự mịn màng thì nó nằm im ru. Cho nên khi để một cái miếng lụa mịn, đặt 2 con rắn này lên,
con nào mà nó cựa quậy, nó bò lung tung, đó là rắn đực. Con nào mà nó nằm im để mà nó hưởng thụ cái sự mềm mại mịn màng thì đó là giống cái. Nghe xong rồi, cái ông quan này ông cắt miếng lụa mịn, ông đến và ông đặt hai con rắn lên đúng như lời cha ông đã nói. Một con thì nó cựa quậy liên tục và một con nó nằm im ru. Cái ông chỉ cái con rắn nằm im ru đó là rắn cái. Có con rắn mà nó cựa quậy liên tục đó là rắn đực. Thiên thần mỉm cười và trả lời rằng chính xác quá rồi, chúc mừng cho các vị đó. Đó là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai, thiên thần đưa đến trước mặt mọi người hai con ngựa. Hình dáng màu lông, trọng lượng của nó giống như một cặp song sinh vậy đó. Nhưng thiên thần cho biết hai con ngựa này, một con ngựa mẹ và một con ngựa con. Đâu là con ngựa mẹ và đâu là con ngựa con không ai dám chỉ bậy. Vì sao? Sai một câu là bị hủy diệt đất nước, không dám chỉ bậy rồi. Họ đang bàn tán xôn xao với nhau thì vị quan trẻ tuổi lần thứ hai lén lút chạy về nhà, chui xuống hang và nói: cha ơi, hai con ngựa nó giống nhau như đúc, giống như một cặp song sinh, vậy làm sao mình có thể phân biệt được đâu là ngựa mẹ, đâu là ngựa con? Ông cha ông nói: cái này mà không biết nữa hả con, nó dễ làm sao. Con cắt một bó cỏ non đi, đem đến trước mặt hai con ngựa đó. Cái con nào mà nó nhường, nó nhịn, đó là ngựa mẹ. Bởi vì cha mẹ lúc nào cũng nhường nhịn cho con. Có đúng vậy không các vị? Rồi nếu mà cái con ngựa nào mà nó háo ăn, nó giành ăn, đó là ngựa con đó. Và con nào mà nó nhường thì đó là ngựa mẹ. Nghe có lý quá, ông quan này cũng cắt một nắm cỏ non, ông đem đến trước mặt hai con ngựa thiệt. Một con nó háo ăn, nó giành ăn, còn con kia nó thấy con của mình đang giành ăn như vậy, cái nó nhường cho, nó để cho con nó ăn, nó đứng nó nhìn, mắt đăm chiêu nhìn con ngựa kia ăn, mà nó không có chạy tới để giành giật gì cả. Nhìn thấy cảnh đó, ông quan chỉ nói: đây là ngựa mẹ nè, đây là ngựa con. Thì lúc đó vị thiên thần mỉm cười nói: chính xác quá rồi, chúc mừng các vị. Đến câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba này thiên thần nói đây là một câu hỏi thuộc về trí tuệ. Các vị phải suy nghĩ kỹ, hãy vận dụng trí tuệ để trả lời đây. Một ngụm nước chứa trong tay và nước trong biển cả mênh mông bao la, cái nào nhiều, cái nào ít? Ôi câu hỏi này ai cũng biết, một ngụm nước trong tay ít, nước biển mới là nhiều, phải không quý vị? Nhưng mà nếu mình trả lời như vậy thì có cái gì gọi là trí tuệ? Bây giờ mình trả lời là một ngụm nước trong tay nhiều, nước biển ít, lý giải bằng cách nào? Bởi vì nước biển vốn là nhiều, còn ngụm nước trong tay thì ít. Không ai dám trả lời cái nào nhiều, cái nào ít hết. Bởi vì đây là câu hỏi trí tuệ. Lúc đó họ hoảng hốt sợ hãi rồi nha. Thì ông quan trẻ tuổi này một lần nữa ông chạy về nhà, ông chui xuống hang, ông nói: cha ơi, một ngụm nước trong tay và nước trong biển cả, cái nào nhiều, cái nào ít? Ông cha ông cười, ông nói: con nói, con trả lời vậy nè, một ngụm nước trong tay của chúng ta tuy ít so với biển cả mênh mông bao la, nhưng nếu chúng ta đem một ngụm nước trong tay cung kính dâng lên cúng dường cho Phật và Tăng thì phước nhiều hơn là biển cả nữa. Ông cha ông dạ vậy đó. Cái ông quan trẻ tuổi này, ông đi đến nơi và ông trả lời câu hỏi đó. Nghe xong rồi tất cả mọi người đều vỗ tay hoan nghênh. Ôi một câu trả lời quá trí tuệ, quá tuyệt vời. Một ngụm nước trong tay tuy ít so với biển cả mênh mông bao la, nhưng chỉ cần chúng ta đem một ngụm nước ít đó với lòng chí thành chí kính hướng về Tam Bảo để cung kính dâng lên cúng dường cho Phật và Tăng, phước nhiều hơn biển cả đó quý vị ơi. Nghe câu này xong rồi cái thiên thần gật đầu nói: quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đất nước này có nhân tài, ta giữ đúng lời hứa sẽ gia trì cho đất nước mưa thuận gió hòa, người dân sống an cư lạc nghiệp, và xin chúc mừng cho đất nước đã có nhân tài, và nhân tài đó đã cứu nguy cho đất nước rồi.
Thiên thần nói xong biến mất. Lúc bấy giờ ông vua ông quay lại cái vị quan trẻ tuổi, ông mới nói như thế này: Khanh nói cho trẫm biết đi, Khanh tốt nghiệp ở trường nào để trẫm lấy tiền trong ngân khố ra xây dựng trùng tu lại cái ngôi trường đó, bởi vì ngôi trường này đã sản sinh ra nhân tài cứu nguy cho đất nước. Lúc này vị quan trẻ tuổi mới quỳ xuống và tâu với nhà vua: Muôn tâu bệ hạ, ba câu trả lời hôm nay không phải là kiến thức mà hạ thần học ở trường, ở lớp, mà ba câu trả lời hôm nay đây là kiến thức của cha thần đã dạy lại cho thần. Thần đâu có nỡ lòng nào mà đem giết cha, bỏ cha vào rừng, cho nên đã lén lút đào hang nuôi giấu cha. Và mỗi ngày thần tỉnh mộ khang, sớm hâm tối giếng đắp lạnh quạt nồng, khi nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha khi mẹ mình đã mất sớm, không nỡ lòng nào, cho nên hết lòng phụng dưỡng cha già. Và hôm nay ba câu trả lời này đó là kiến thức mà cha thần đã dạy đó. Ông vua lúc này cũng nghe xong, ông nói: Ta đã sai rồi, ta đã sai rồi. Ta cho rằng là người già là người vô tích sự, là người già là vô dụng, không giúp ích gì cho gia đình, cho xã hội. Ta đã sai rồi. Người già tuy không đóng góp về sức lực nhưng đã đóng góp về cái kinh nghiệm ở đời. Có đúng vậy không các vị? Cho nên tóm tắt lại cái câu chuyện đó, người ta mới nói như sau: Ngày xưa, xưa thật là xưa, có nước khí lão chẳng chừa một ai, người hung ác dạ đắng cay, đức vua truyền lệnh giết ngay người già. Nhưng có người con hiếu dạ cao sâu, dốc lòng muốn đáp nghĩa ân sâu, đào hang cất giấu cha già dưới hang. Một ngày kia thiên thần xuất hiện, nói chuyện đâu đâu, vua quan phải lắc đầu, triều đình mãi lo âu. Người kia chợt nhớ cha già ở hang, bèn thưa hỏi rõ ràng, đất nước được bình an, một đứa con chí hiếu, một nước được huy hoàng, cho hay giữa trần gian, nếu thiếu mẹ cha, thiếu lối đàn. Đó quý vị ơi, cha mẹ là bến đỗ bình yên, là chỗ dựa tinh thần của con cái. Cho nên đối với tất cả chúng ta, những ai có mặt trên cuộc đời này phải luôn nhớ nghĩ đến công ơn sâu dày của cha, của mẹ, mà thể hiện tinh thần tri ân báo hiếu một cách thiết thực. Trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy, người con muốn báo ơn cha mẹ, chúng ta cần phải thực hiện những việc như sau. Thứ nhất, khi cha mẹ chúa của chúng ta không đủ lòng tin đối với Tam Bảo thì khuyến khích hướng dẫn cha mẹ đến chùa học pháp, nghe kinh để lòng tin được phát triển. Khi cha mẹ của chúng ta sống đời phi đạo đức, chúng ta hướng dẫn cha mẹ quy y Tam Bảo, gìn giữ năm giới là ngăn chặn được những điều sai trái tội lỗi. Năm giới chính là năm nguyên tắc đạo đức, sẽ giúp cho cha mẹ của chúng ta ngăn chặn được những điều sai trái và sống đời an vui hạnh phúc, gieo trồng được cái nhân đó ngay trong hiện đời. Giữ gìn năm giới là giữ được thân người đời sau không bị mất. Kế đến, khi cha mẹ của chúng ta có tâm keo sẻn, gian tham, chúng ta hướng dẫn khuyến khích cha mẹ hãy nên phát tâm bố thí để cha mẹ của chúng ta gieo chủng phước lành, nương nơi cái phước nghiệp mà gieo trồng đó hiện đời an vui hạnh phúc, bỏ thân này tái sanh về một cảnh giới an lành. Và khi cha mẹ của chúng ta chưa nghiêm trì tịnh giới được thì khuyến khích cha mẹ của chúng ta nghiêm trì tịnh giới, và làm sao khuyên cha mẹ phát bồ đề tâm niệm Phật, tu tạo những công đức phước lành. Một đời này cha mẹ được vãng sanh xem như đền trả đủ ân đức của mẹ và cha đó quý vị.
chúng ta hãy thể hiện tinh thần hiếu đạo của người con trong mùa báo hiếu này, hướng vọng Vu Lan. Tất cả những người con Phật của chúng ta, ngoài việc dưỡng nuôi cho cha mẹ về mặt vật chất, có được một đời sống tương đối khá đầy đủ bằng khả năng của chính mình, quý vị còn hướng dẫn cha mẹ đến chùa học pháp, nghe kinh, khuyến khích cha mẹ bố thí cúng dường, trì trai giữ giới. Làm sao để cho cha mẹ của chúng ta nương theo chánh pháp tu hành hiện đời an lạc, một hậu vãng sanh? Đó chính là hiếu đạo đó quý vị. Hãy thực hành theo đây. Quý Phật tử biết không, ở miền Bắc nước Việt Nam của chúng ta có một ngôi chùa, mà ngôi chùa này đến nay vẫn còn lưu lại mảnh vỡ của chiếc quan tài. Cái mảnh vỡ của chiếc quan tài đó phát xuất từ câu chuyện của một vị hòa thượng biệt danh Hòa Thượng Cua. Bởi vì vị hòa thượng này lúc thuở còn thơ ấu, còn bé, cha mất sớm, bà mẹ dưỡng nuôi con lam lũ vất vả mua bán dọc nhằn. Ngày hôm đó bà mới nói, lâu lắm rồi chưa bao giờ nấu cái món canh cua cho con của mình ăn. Hôm đó bà mới sáng sớm mua một cái giỏ cua đồng và bảo cậu bé này mang giỏ cua đồng về rửa sạch đi, rồi lấy rổ lấy rá đậy lại. Trưa nay mẹ đi bán xong rồi, mẹ về mẹ nấu canh cua cho con ăn. Cậu bé làm đúng như lời mẹ dạy, đem cái giỏ cua đồng để ra sông để rửa. Lúc mà đem cua ra sông rửa, thấy nơi mắt của con cua nó nổi bọt lên. Cậu ta có thiện căn trong đời trước, cho nên nhìn thấy cảnh những cái bọt nổi lên trên mắt của con cua, cứ nghĩ rằng con cua nó khóc, cho nên đem giỏ cua đồng đổ sạch hết. Thấy tội nghiệp quá, nó khóc rồi kìa. Đổ nó xong rồi, cái trưa đó bà mẹ đi bán về. Bà ngày hôm đó bà bán ế, bà đã bực mình rồi. Khi về tới nhà, cái bà hỏi giỏ cua đồng, mẹ kêu con rửa xong rồi con để đâu, để mẹ nấu canh nấu cơm cho ăn. Cậu bé nói, mẹ ơi tội nghiệp nó lắm, hồi sáng này con đem nó đi rửa, cái nó khóc, nó cầu xin con tha mạng, cho nên con thấy nó khóc, con thấy thương quá, thả rồi. Nghe đến đây bà giận quá. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu bé mới thấy được cái cảnh mẹ mình giận dỗi lên. Bà dữ tợn, bà đi tìm cái roi, bà quất lia, bà quất lịa. Bà nói, ôi trời ơi, sao tôi bất hạnh dữ vậy nè. Chồng đã chết rồi, có một đứa con mà nó ngu ngơ, nó khờ dại, nó báo đời. Bà cầm roi vừa khóc vừa la vừa hét, bà đánh con bà làm cho con trai của bà sợ hãi. Và trong lúc sợ hãi trước cái hành động mà mẹ mình giận dữ như vậy, cậu bé bỏ chạy, chạy qua bao nhiêu cánh đồng bạc ngàn, lạc hướng không biết đường về, càng đi càng lạc càng xa. Và dông đuổi như vậy mới lạc vào trong một cái ngôi chùa do thiện căn trong túc kiếp, được vị sư trong ngôi chùa đó nuôi dạy. Sau khi vị sư đó viên tịch thì cái vị thầy đệ tử này lên tiếp nói. Thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua hơn 50 năm, cậu bé mà thả cái giỏ cua đồng đó đã trở thành một vị hòa thượng. Rồi một hôm vị thầy này đi du quá trở về nơi quê hương làng mạc của mình mà cũng không biết nữa. Lúc này thấy một cái quán trọ, quán trà ở bên đầu làng. Cái bà lão bán trà đó là một bà lão già cả lụm cụm, mà lúc này mắt của bà mù lòa nữa chứ. Vị hòa thượng vào trong quán dừng chân, ghé tạm và uống nước. Được bà lão đem nước trà ra đãi, và bà ngồi bà than thở, bà kể về tình cảnh bà có một đứa con mà hồi nhỏ bà giận quá đánh con, nó bỏ chạy, nó lạc mất tiêu. Đúng với cái trường hợp hoàn cảnh của mình, vị hòa thượng mới nhận ra đây là mẹ ruột của mình hơn 50 năm lưu lạc, nhưng mà ngài không nhận, không cho bà biết ngài là con của bà, bởi vì sợ bà ỷ lại. Cho nên ngài mới nói, thôi thì bà tuổi già, bà sống như vậy hiu quạnh, tội nghiệp quá, thôi về chùa đi, thầy sẽ lo lắng hết cho bà. Chỉ cần bà ăn chay niệm Phật vọng chuông thì bà ở chùa thầy sẽ lo cho bà đến ngày bà viên mãn luôn. Bà nghe có người bảo kê cho mình, đưa mình về chùa để nuôi mình,
không phải vất vả nhọc nhằn mua bán như vậy nữa. Bà lão mừng lắm, theo vị hòa thượng đó về chùa. Thầy mới cất một cái am gần sát bên chánh điện đó. Ngày nào buổi sáng thầy cũng đến và dặn dò nhắc nhở bà cụ: bà cụ có quét sân chùa chưa? Quét, cầm cây chổi, nhớ đọc bài kệ: cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô nhân khắp chí, diệt hữu thánh nhân hành, siêng năng quét đất chùa chiền, phước sanh huệ pháp hiện tiền chẳng sai. Tuy rằng chẳng có khách vãng lai, nhưng thánh nhân qua lại mỗi ngày nơi đây, cầm cái chổi quét rác quét đất, cũng như là quét sạch những rác rến bụi bặm ở trong tâm của mình, đừng chứa chấp một chút phiền não nào cả, nghe bà cụ. Thầy dặn vậy, nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông, đem công đức niệm Phật hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ, nghe bà cụ. Đi ngang qua ngay cái chòi tranh của bà cụ ở, thì hòa thượng đều nhắc: bà cụ bữa nay niệm Phật được bao nhiêu câu vậy? Niệm Phật có tinh tấn không? Nhưng mà không bao giờ nói. Bà là mẹ của ngài, ngài là con của bà, không dám nói ra. Mà ngày nào cũng bảo bà cụ quét chùa, giọng chuông, niệm Phật ngày qua ngày. Đến mùa an cư kiết hạ, phải tập trung về một trú xứ để thực hiện pháp chế an cư theo tinh thần tỳ ni luật tạng mà Đức Phật đã chỉ dạy. Trước khi đi, bà cụ có dặn dò các vị Phật tử ở trong chùa nhớ chăm sóc, dòm ngó giùm bà cụ trong lúc bà già đau ốm bệnh hoạn, trợ duyên giúp đỡ cho bà. Nếu mà bà có hữu sự gì thì cấp tốc báo cho hòa thượng hay, để hòa thượng trở về lo hậu sự cho bà. Đang giữa mùa an cư thì hòa thượng hay tin bà lão mất, ngài trở về nơi ngôi chùa của mình và hộ niệm cho bà lão, tẩn niệm cho bà lão xong rồi. Trước quan tài, hòa thượng mới nhóm họp tất cả các vị đệ tử xuất gia và tại gia và những người có mặt trong ngày hôm đó. Hòa thượng tuyên bố rằng: đây là mẫu thân của tôi. Bao nhiêu năm qua tôi đưa bà về chùa mà không dám nói thật mình là con của bà, sợ bà ỷ lại. Con của mình nay bây giờ đã là một vị trụ trì rồi, cho nên bà ỷ lại, bà khinh thường chúng tăng, sai khiến chúng tăng mà bà tổn phước có tội. Do đó chỉ nhận bà về nuôi nhưng không cho biết điều đó, để sách tấn bà, nhắc nhở mà bà không khiến cho bà ỷ lại mà buông lung phóng túng. Hôm nay bà đảo đã mất rồi, ngài ở trước kim quang của bà phát lên lời thệ nguyện như thế này: khi xưa Đức Thế Tôn có dạy, một người con tu hành mà đắc đạo, chính họ được nhờ ơn. Nếu được đúng như lời dạy của Phật như thế, bao nhiêu công đức phước đức con tu tạo hiện đời, xin hồi hướng cho mẹ con được xả trần tâm, đắc thánh tâm, ly quế độ, được sinh tịnh độ. Và nếu mẹ con đã vãng sinh Tây Phương tịnh độ thì xin quan tài bật nắp lên để cho một lần nữa con nhìn thấy mặt mẹ con. Ngài vừa khấn nguyện vậy, cái nắp quan tài nó bung lên trước mặt mọi người, miếng vỡ của quan tài bung lên và ngài nhìn thấy mặt mẹ ngài. Và lúc đó mọi người mới biết rõ rằng bà lão này là mẹ thật của ngài, và nhờ sự tận tâm hướng dẫn của vị hòa thượng này mà bà chuyên cần nỗ lực niệm Phật và được vãng sanh đó quý vị ơi. Đó là một tấm gương sáng về một vị hòa thượng gọi là hòa thượng Cua. Con mong rằng hướng vọng Vu Lan, tất cả những người con nào còn cha còn mẹ hãy thực hành tinh thần hiếu đạo, đó là phụng dưỡng cha mẹ, lo lắng về mặt vật chất cơm ăn áo mặc bằng khả năng của chính mình, hướng dẫn cha mẹ ăn chay niệm Phật, tu tạo những công đức phước lành để cha mẹ mình hiện tiền an lạc, một hậu vãng sanh đúng theo tinh thần hiếu đạo. Những ai bất hạnh giữa cuộc đời này, chúng ta đã mất đi hình bóng yêu thương của cha và mẹ, hướng vọng Vu Lan trở về. Quý Phật tử đây hãy dâng trọn lòng thành hướng về mười phương ba ngôi cao cả Phật, Pháp, Tăng, và nhớ lại khi xưa một kiền liên
hành tâm giúp mẹ giải oan khiên. Phật Đà chỉ dạy phương báo hiếu, gương sáng nghìn thu mãi lưu truyền. Hôm nay đối trước đàn tiền, sắm sanh phẩm vật hiện tiền cúng dân. Xin nhất tâm đốt nén hương phần, cầu cho cha mẹ giữ phần phẩm cao. Từ nay giải thoát trần lao, Tây phương lạc cảnh về mau niết bàn. Được không quý vị? Những người con mất cha mất mẹ hướng vọng Vu Lan, chúng ta dâng trọn lòng thành hướng về mười phương tam bảo. Và nhân mùa Vu Lan báo hiếu này, sắp tới đây vài ngày nữa là ngày tự tứ của chư tôn đức tăng ni, là ngày mà hàng tu sĩ Phật giáo được nhận thêm một tuổi đạo, là ngày Phật Đà hoan hỷ. Quý Phật tử hãy thực hành theo lời Phật dạy cho tôn giả Mục Kiền Liên, thực hành pháp hội Vu Lan Bồn và trở về chùa A Di Đà hôm nay trong đại lễ Vu Lan báo hiếu. Được ni sư trụ trì ở đây hướng dẫn cho quý vị tụng kinh Vu Lan báo hiếu, dâng lên phẩm vật cúng dường Phật và hiện tiền chư tôn Tịnh Đức tăng già. Mong rằng tất cả quý Phật tử hãy bận tấm lòng chí thành tôn kính đối với tam bảo, cùng với tấm lòng chí thành chí hiếu gửi đến cha mẹ của chúng ta bao nhiêu công đức vô biên, nguyện xin hồi hướng về miền lạc bang. Cầu cho cha mẹ của các vị giờ phút này đã bỏ cái thân tứ đại duyên sinh giả hợp và thần thức giờ này chưa biết đi về đâu. Bởi lẽ vì cả cuộc đời hương con lo cho con, mà có khi cha mẹ của chúng ta đã dấn thân tạo nghiệp. Vậy thì quý Phật tử hãy vận tấm lòng thành tu tạo những công đức phước lành, cúng dường trai tăng, phóng sanh, bố thí. Nguyện đem tất cả những công đức phước lành này hồi hướng kỳ siêu độ cho hương linh của cha và mẹ, và kính nguyện hương linh song thân của chúng ta lai đáo đàn tiền, thính thọ pháp duyên, chướng khiên phủi sạch, cõi lòng thanh bạch, nhớ niệm A-di-đà để được sanh qua Tây phương cực lạc. Quý vị cũng xin cung thỉnh chư tôn Tịnh Đức tăng già chứng minh trong pháp hội trai đàn hôm nay, vận dụng tâm thanh tịnh để nhất tâm chú nguyện hướng về pháp giới chúng sanh trong ba cõi sáu đường, nguyện cho kẻ thác được siêu sanh, người còn an vui hạnh phúc. Đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa mà chúng ta noi theo gương hạnh của đại hiếu Mục Kiền Liên thực hành pháp hội Vu Lan Bồn. Và tích cực hơn nữa, con xin chia sẻ một cái ý nghĩa vô cùng cao quý. Đức Phật đã dạy rằng tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp. Vì thai thân đổi xác cho nên chúng ta không nhìn nhận ra nhau. Thế Tôn đã từng dạy, với Phật nhãn của Thế Tôn, Ngài nhìn thấy trong cõi ta bà này không có một chúng sanh nào mà chưa từng làm cha làm mẹ của chúng ta. Vậy thì việc báo hiếu đối với đa sinh phụ mẫu, đối với cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, hãy thể hiện bằng hành động thiết thực cụ thể, mở trải tấm lòng từ bi ban vui cứu khổ cho chúng sanh. Đó là báo hiếu báo ân đối với đa sinh phụ mẫu đó quý vị ơi. Hãy mở lòng từ bi của mình ra, làm những việc thiết thực giúp đỡ cho những người cơ bần quả độc, những người đang sống cảnh cơ hàn thiếu cơm ăn áo mặc, đau ốm bệnh hoạn không tiền thuốc thang, không nhà không cửa, sống cảnh cô độc trong lúc tuổi già vì có người không có con, nếu có con thì con bỏ rơi. Với những mảnh đời bất hạnh đó, chúng ta mở trải từ tâm bi tâm cứu giúp. Từ một tấm lòng của quý Phật tử đây, một bát cơm, một đồng tiền,
mà nó phát xuất từ từ tâm bi tâm đó hướng đến tất cả chúng sanh, đó cũng là việc làm. Nó phát xuất từ hiếu tâm, hiếu hạnh của người con đối với cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp của mình đó quý vị ơi. Thì từ việc báo hiếu báo ân đã trở thành một hạnh nguyện của một vị Bồ Tát đi vào trong cuộc đời cứu khổ, ban vui cho chúng sanh. Quý vị hướng vọng Vu Lan hãy thực hiện tinh thần từ bi, mở trải, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho tha nhân. Đó chính là báo hiếu, báo ân cho đa sanh phụ mẫu. Xin hỏi quý Phật tử có thể làm được không? Làm được không quý vị? Hãy tích cực thực hành theo đây, đúng theo lời Phật dạy. Được như vậy thì hướng vọng về ngài Vu Lan báo hiếu này với những ý nghĩa cao quý, biểu hiện bằng những hành động thiết thực cụ thể đó, chính là một món quà mà chúng ta cung kính dâng lên cúng dường Tam Bảo, cúng dường hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng già và cúng dường cha mẹ, không phải chỉ trong hiện đời mà nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị. Trước khi dứt lời, con xin kính nguyện mười phương Tam Bảo, tôn giả đại hiếu một kiền liên Bồ Tát xin quan giáng đạo tràng gia hộ cho tất cả chúng con. Mùa Vu Lan báo hiếu trở về với tinh thần tri ân hiếu kính đối với cha và mẹ, chúng con xin nhất tâm kính nguyện Ta Bà giáo chủ tịnh độ ở Lạc Bang xin phóng ánh từ quan từ hàng tiếp dẫn. Chúng con kính cẩn một giả chí thành thiết lập trai đàn báo ân sinh dưỡng, một lòng niệm tưởng nhớ nghĩa ân sâu mong chư tôn thiền đức tăng ni, một lòng nhất tâm chú nguyện cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, nguyện cầu cho người thác được siêu sanh tịnh độ, người còn hiện tại phát khởi tín tâm thực hành theo lời Phật dạy, mọi hoàn cảnh không làm bất thiện, dầu khó khăn phát triển hạnh lành, gìn tâm giữ ý tịnh thanh là lời Phật dạy đành rằng xưa nay hãy thực hành theo đây. Đó chính là phương cách báo hiếu báo ân một cách cao tột. Và con xin kính nguyện mười phương Tam Bảo, Thùy Tường gia hộ, chư tôn thiền đức tăng ni, pháp thể khinh an, pháp lạc vô biên, tuệ đăng thường chiếu, đạo thọ miên trường, thế thọ tăng long, phước trí nhị nghiêm, chánh y viên mãn, mãi mãi là hiện thân một bậc đạo sư mô phạm, hướng dẫn chỉ đường cho tất cả chúng sinh, và gửi lời thân hương đến với toàn thể quý Phật tử xa gần cùng quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng chùa A Di Đà hôm nay. Kính chúc quý vị thân xu khương hới, bổn mạng bình yên, phước thọ vô biên, cát tường như ý. Kính chúc những bậc làm cha làm mẹ luôn sống an lành bên cạnh những người con hiếu. Xin gửi lời kính chúc những người con hiếu đang diễm phúc còn cha còn mẹ hãy thể hiện tinh thần tri ân báo hiếu một cách trọn vẹn đúng như lời Phật dạy. Kính chúc quý vị hưởng trọn một mùa Vu Lan báo hiếu tràn đầy an lạc và tràn đầy ý nghĩa. Nam mô Vu Lan duyên khởi vạn cổ xưng danh đại hiếu một kiền liên Bồ Tát tác đại chứng minh. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thời pháp hội hôm nay đã viên mãn, chúng con thành kính cung thỉnh ni sư và mời toàn thể hội chúng khởi thân hội hướng. Thỉnh ni sư xứng nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.